Sinh nhật hoàng, trong quà tặng từ chiến thì thế tặng đơn xe song sĩ và chốt lục. Đối với đơn xe song sĩ như hình trên rất là phổ biến, tùy vào hình thế mà bên còn chốt lục có thể là khéo léo chiến thắng, còn không là hầu như là hòa. Thậm chí mà khi chốt ở trên cao mà bên đối phương còn đơn xe và song sĩ tạo nên một phòng thủ rất là chắc chắn thì cũng sẽ dẫn tới hình cờ hòa. Như hình cờ đến đây mình giới thiệu đến với các bạn hình thế mà bên đỏ là còn đơn xe và chốt lục, có thể khéo léo chiến thắng với đơn xe và song sĩ. Hy vọng các bạn có thể nắm bắt và đôi khi ứng dụng vào thực chiến một cách thuần thục nhằm dẫn đến chiến thắng trong cuộc chơi. Muốn chiến thắng được hình cờ trên đây thì nước đi đầu tiên và là cũng là nước đi mạnh nhất của bên đỏ phải là nước xỉn năm tháng sáu. Thì thoạt nhìn nó có thể thấy là nước đi này là một nước đi nhìn rất ý đồ rất là đơn giản, nghĩa là mở mặt tướng ra, lợi dụng mặt tướng để sau đó thì nước kế tiếp sẽ dùng là sẽ bốn tấn sáu an sĩ và tạo sát cục. Nhưng ngoài ra nó còn có hai mục đích nữa, đó là ngăn không cho xe về, và mục đích thứ hai là sau ít nữa các bạn sẽ thấy được mục đích rất là kỳ diệu của nước đi xỉn năm tháng sáu này. Trước ý đồ hăm chiếu sát của bên đỏ thì bên đen còn một cách là tướng 5 bình 4. Thì lúc này xe đỏ sẽ 4 bình 6 chiếu tướng, đang tướng 4 buộc phải bình 5. Sau đây thì đỏ có một nước đi là nước dừng để ép xe đen này phải rời khỏi cung tướng, đó là nước xe 6 tháng 1. Thì đến đây đang có hai lựa chọn, thứ nhất là có thể là bình qua bắc chốt, và thứ hai có thể là bình qua đường 2. Thì nếu phương án mà bình qua bắc chốt thì lúc này đỏ cũng đi nước nước đi đó là xe 6 bình 8 hâm chiếu bí, thì bắt buộc lúc này là tướng 5 phải bình 4 để tránh nước sát. Thì đỏ là chốt 3 bình 4 tiếp tục hâm là xe 8 bình 6 chiếu bí. Ta thấy là một đơn sĩ lẻ loi không có thể mà chống lại được nước xe 8 bình 6 chiếu bí, do vậy bắt buộc là xe đang phải thấu 6 về để nhằm lấy xỉn 5 căn. Nếu mà xe đỏ có bình chiếu thì có thể là xe đen này qua đấu xe nhằm là đưa hình thế về cơ hòa. Nhưng lúc này thì đỏ không có vội xe 8 bình 6 chiếu mà dùng chốt 4 bình 5 chiếu tướng. Như tôi thấy thì tướng không thể ăn vào được, nếu tướng ăn vào thì xe sẽ tấn và chiếu bí ngay do có mặt tướng đã lộ. Do vậy thì bắt buộc là tướng phải tấn 1, thì lúc này là xe 8 tấn 4 chiếu tướng buộc tướng phải tấn 1, sau đó thì ăn vào sĩ. Lúc này thì hình cờ đã đưa vào hình cờ là bên đỏ tắt hán, do bên đỏ còn là xe và chốt lục và mặt tướng nó chiếm trung. Đây là một hình cờ tàn cơ bản trong cờ tướng. Do vậy hình cờ ở đây xe đen sẽ không bình qua bắc chốt mà sẽ bình qua lộ 2 để trong tương lai là sẽ kéo về phòng thủ. Đến đây thì đỏ lại là xe 6 bình 9 lại hâm tấn chiếu sát cục. Thì ta thấy là bên đen có thể có hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là ra tướng và lựa chọn thứ hai là xe thối về giữ hàng đáy. Thì lựa chọn thứ nhất là nếu mà ra tướng thì chốt 3 xe bình 4. Ta thấy hình cờ giống như bước trước, nhưng mà ở đây nó có khác một bước nữa là xe đen có thể dùng thối về để nếu mà xe đỏ có chiếu thì vào đỡ, nhưng mà cũng không thoát được độc chiêu của đỏ, đó là đỏ lại bình chiếu. Nếu mà xe đen có vào cản thì lúc này chốt bình chiếu thì bắt buộc tướng ăn vào thì đỏ sẽ tấn ăn xe đen. Do vậy bên đen không thể mà bình tướng nó được, mà lúc này là phải là xe thối về để phòng thủ tướng đáy. Đến đây thì đỏ có một bước di chuyển rất là tuyệt vời, đó là nước tướng 5 tấn 1. Đen lại có hai sự lựa chọn ở trong tình huống này. Lựa chọn thứ nhất đó là tướng 5 bình 4, thì lúc này là chốt 3 bình 4 ăn thẳng vô sĩ, thì không để mà tránh được nước sát là xe 6 xe 9 bình 6 chiếu bí thì bắt buộc tướng phải tăng 1. Thì lúc này là xe đỏ tấn chiếu, tướng đang lại tấn 1.
xe bên vào An Sĩ. Trong trường hợp này nếu mà xe đen mà ăn chốt á, thì xe đỏ sẽ thối về và không thể đảo được nước là xe bên qua chiếu tướng sát cuộc. Còn nếu như mà xe đen có tắn qua để đảo nước xe đỏ thối về bên chiếu thì ta thấy là dẫn về hình cờ là xe và chốt tướng kim trung có thể là chiến thắng được đen đen. Còn trong trường hợp còn lại thì xe đen thấy tấn chiếu tướng trầu lên, sau đó lại phải lật đật về phòng thủ tuyến đáy. Đến đây thì đỏ một điện rất là hay và gây rất là bất ngờ đen đen, đó là dùng chốt nện thẳng thủ sĩ. Đen không cần cách nào khác, họ buộc phải là dùng tướng ăn ra. Sau đó thì xe đỏ sẽ vỗ mặt chiếu tướng, buộc tướng phải bình vào. Đỏ lại tiếp tục tung tuyệt chiêu, đó là xe 4 bình 2, hầm chiếu bí. Đến đây thì đã thấy là đang đã thấy trước được nước, nếu mà muốn cứu tướng thì bắt buộc tướng phải bình ra. Và nếu tướng bình ra thì xe đỏ sẽ tấn chiếu và ăn mất xe đen. Xe đen không còn cách nào chạy thoát, không thể tấn chiếu được do tướng đây đã được sĩ hộ vệ. Thì như ta thấy lúc đầu nước mà sĩ 5 tấn 6 là mãi đến tận tàn cuộc mới thấy là được tác dụng rất là to lớn của nước sĩ 5 tấn 6 này. Thưa các bạn, trong cuộc cờ cũng như trong cuộc sống thì nhiều lúc chúng ta tưởng dường như bế tắc, nhưng mà nếu chúng ta chịu khó dừng lại quan sát và suy nghĩ một chút, đừng vội vã thì sẽ nhận ra phương án để giải quyết vấn đề một cách êm xuôi và trọn vẹn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình, hy vọng các bạn cảm thấy thích và chia sẻ cho các bạn khác cùng xem. Và đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các clip tiếp theo của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.